Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy có quả trứng, hãy có quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Ôi, thật tuyệt vời. Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy gõ quả trứng, hãy gõ quả trứng. Gõ, gõ. Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy gõ quả trứng, hãy gõ quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Là một con bò. Mưu, mưu, mưu. Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Là một con lợn. Oanh, oanh, oanh. Là một con lợn. Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy có quả trứng, hãy có quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Là một con kiều. Ba, ba. Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Hãy gõ quả trứng, hãy gõ quả trứng. Gõ, gõ, gõ. Là một con mèo. Mèo, mèo, mèo. Có gì trong quả trứng? Có gì trong quả trứng? Ở trong quả trứng đó có gì? Cha đây, có cha đây, còn thế nào? Ngon tay cha, ngon tay cha, đây quả bóng màu dày. Nó xanh dương, nó xanh dương, màu xanh dương. Ngón tay em bé đang ở đâu? Các con đây, các
con hay trả lời cha, đây quả bóng màu gì? Na màu đỏ, là màu đỏ. Một, hai, ba, bốn, năm quả bóng, bóng lướt đầy. Gia đình ngón tay mọi người thế nào? Một, hai, cha đu 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 đu, cá mập cha đu 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 đu.